chuyện ngôn tình. Chuyện ngôn tình, bà xã anh chỉ thương em. Tập 10, chương 91. Ngoan, sờ sờ nó. Cô nhắm mắt lại, lại giám sát vào mặt lồng ngực nóng bỏng của Đằng Cận Tư, lắng nghe vị trí ngực của anh đã bùng nổ mạnh mẽ âm thanh nhịp đập của tim. Gương mặt chợt dâng lên một mảnh đỏ ửng. Trừ lần trước, đau bụng, anh từng như vậy ôm qua mình. Đây là lần thứ hai hai người tiếp xúc thân mật, khoảng cách gần như vậy. Cảm giác có chút không giống. Cuối cùng là cái gì không giống chứ? Giọng nói của Giai Ni và Cát Già vẫn còn vọng về ở bên tai cô. Và lúc này cô đã tự rủa thầm mình, thế nào có thể bật ra cái suy nghĩ kiều diễm đáng khinh này? Suy nghĩ nhỏ mọn, điều cô nên quan tâm chính là không bị phát hiện mới đúng. Đằng Cận Tử cảm thấy người trong mình đang lo lắng, cô nắm chặt vặt tay áo nhỏ bé của mình, đặc biệt là dán chặt cánh môi lạnh lẽo tại chiếc ngực của anh. Áo sơ mi thật mỏng không ngăn được cảm giác lửa nóng mà cô mang tới, thử thách năng lực và ý chí của anh. Hai chân bước nhanh hơn, hận không thể bằng qua tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Nhìn thấy đối diện âm thanh của các cô gái ồn ào đã tới, anh quẹo khúc quanh đi tới thang máy tư nhân chuyên dụng của mình. Một phút sau, người phụ nữ trong ngực liền có động tĩnh, lộ ra cái đầu nhỏ liếc mắt nhìn phía sau lưng anh. Trong miệng như có như không thở dài một tiếng, ngay sau đó lại im lặng. Xem ra, vừa rồi các cô gái ồn ào đi ngang qua kia chính là bạn của con mèo hoàng nhỏ này. Không trách, anh cảm thấy được âm thanh một người trong đó rất quen tai, tự hồ đã nghe qua, liền tưởng đến phản ứng của con mèo nhỏ hoang dã, trong lòng liền hiểu rõ ràng mọi chuyện. Trần Phi là biệt hiệu của cô. Nghĩ như vậy, khóe miệng Đằng Cận Từ không khỏi cong lên một chút nụ cười tà tứ dạo dực, bấm cửa thang máy. Ngoan, ngẩng đầu, không tốt đừng buồn. Âm thanh hài hước của anh vang lên đến bên tai Lương Chân Chân, như vậy hấp dẫn mề người. Đâu, nào có. Từ trong ngực anh, Lương Chân Chân cong môi ngẩng đầu lên. Biết đã vào thang máy, nhưng xuống lầu dưới còn có đụng phải Giai Ni bọn họ hay không? Thật đúng là ẩn số, cho nên vẫn là ngoan ngoãn làm ổ trong ngực anh. Cũng đừng đi chiều trong giận, cái tính tình thâm tình, bất định của ác ma. Còn mắt sắc của Đằng Cận Từ thâm trầm nhìn chằm chằm cánh môi sừng đỏ mọng của cô, bộc lộ ra ngoài ngây thơ đáng yêu, để cho dục vọng của anh vừa rồi mới đè xuống trong nháy mắt hồi phục. Cách Tây Trang, anh đều có thể cảm nhận được trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương, cơ thể thường thường quyến rũ, dẫn hấp dẫn anh muốn đặt cô tại phía dưới lạnh mẽ cường chiều. Vốn là mới vừa rồi ở toilet anh cũng chưa có hoàn toàn thỏa mãn, nếu không phải là cô đột nhiên khóc đến đau lòng như vậy, giờ phút này khẳng định chính là ở chỗ này không đi ra. Lương Chân Chân nhìn anh giống như ngồi sao sáng ngời, trong tròng mắt đen đột nhiên nhuộm lên một tầng máu tanh nồng. Mới vừa trải qua chuyện trong toilet, cô vô cùng hiểu như vậy là đại biểu cho cái gì. Trong lòng hoảng sợ, vội nghiêng đầu, không nhìn anh nữa. Ác ma thật là quá đáng sợ, thể lực hình như vĩnh viễn đều không dùng hết. Hơn nữa, vừa rồi mình không có làm cái gì, làm sao anh lại lập tức biến thành như vậy. Lèn keng, một âm thanh vang lên, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Đằng Cận Từ hít một hơi thật sâu. Nếu như không phải là cửa thang máy kịp thời, anh sợ mình sẽ nhịn không được, muốn cô. Cửa tiệm rượu, Nam Công Thần đã sớm phân phó tài xế đem phiên bản dài hào hoa, lái tới chờ cậu chủ. Vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy cậu chủ ôm Lương Chân Chân, che phủ cực kỳ chặt chẽ, bước nhanh đi ra, mặt đèn căng thẳng, cùng trong mắt đèn phiếm đỏ thắm, liền tỏ rõ vấn đề. Chính là, cậu chủ rõ ràng rất muốn, nhu cầu không vừa lòng. Xem ra, dự định rất có thể sẽ xảy ra chấn động trên xe. Tư tưởng của hắn quả nhiên là tà ác rồi, chẳng lẽ là do mình gần đây trôi qua rất dễ chịu rồi sao? Cửa xe mở ra, Đằng Cận Từ khom lưng ôm Lương Chân Chân chui vào. Một loạt động tác rời xuống, anh đều không có ý buông cô ra, liền nghiêm mặt không biết đang nghĩ gì.
Cho đến khi người phụ nữ trong ngực lo lắng cử động, anh mới cúi đầu liếc cô một cái. Từ góc độ của anh nhìn sang, vừa đúng nhìn thấy một miếng mận chín đỏ hoa nở trên trắng da trắng, sáng bóng rực rỡ, quyến rũ mê người. Quan trọng nhất là cô giờ phút này trên người không mảnh vải che thân, cái gì cũng không còn mặc. Chỉ tưởng tượng thôi, Đăng Cận Từ liền không nhịn được, bụng dưới nhanh chóng dâng lên cảm giác nóng gian, nói cho anh biết, anh muốn cô. Bật to tiếng nhạc lên, vách ngăn cách kéo lên. Anh khàn giọng phân phó trước mặt tài xế. Tài xế kia cũng không phải là kẻ ngu, mặc dù đi theo Đằng Thiếu rất nhiều năm, chưa từng gặp qua anh tiếp xúc thân mật cùng phụ nữ, chứ nói chi là không thể kịp chờ đợi ở trên xe. Nhưng tình cảnh này, anh ta không hiểu cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Dạ, Đằng Thiếu. Anh ta lập tức hồi đáp, tay đem tiếng nhạc vặn nhẹ lên lớn nhất, đồng thời dâng lên lá chắn bóng loáng. Ngay từ lúc anh mở miệng nói chuyện, Lương Chân Chân liền ý thức đến nguy hiểm ở cái phút trước kia phủ xuống. Vẫn còn nhớ là đã hơn một lần ở trên xe, ác mà mạnh mẽ vội vã muốn cô, kết quả bị cô một cước đạp vào tiểu đệ, sau đó bị anh áp bức liếm chỗ đó, thật là ghê tởm. Lần này trên người cô không một mảnh vải, rất dễ nhận thấy chỉ có thể mặc cho ác mà giày xéo. Đang cận từ đặt người phụ nữ ở trong lòng anh, nằm xuống chuẩn bị dạng chân ở trên người mình. Kể từ đó, trên người cô mỗi một chỗ lại tại trước mặt anh lõa lồ không bỏ sót rồi. Đừng xem tôi. Lưng trên chân xấu hổ che trước ngực biên độ nhỏ, nhún nhảy hai con thò bạch, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngoan, anh thích xem dáng vẻ không mặc quần áo của em. Đang cận từ cư nhiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói ra loại này. Lưu manh. Mười phần bắc cỡ trong lời nói, đầu Lương Chân Chân cũng sẽ xuống trước ngực anh rồi. Ác ma thật không biết xấu hổ, háo sắc bại hoại, đồ lưu manh. Đột nhiên chiếc xe rẽ ngoặt liền bị chôn vùi rồi. Mùi lưỡi của anh đang mang theo tình yêu cuồng nhiệt xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, lấy tư thế vô cùng cố chấp ép cô ngoan ngoãn há mồm cho anh công thành chiếm đất. Cái lưỡi thơm vội vã cùng anh chiếm miền cùng múa, có cái gì đó ở trong đầu đùng đùng nung tụ nổ tung. Cô hoàn toàn đã bị mê hoặc, chỉ có thể bị động nhận lấy. Về sau, cô cảm thấy mình sắp không thể hít thở, tay nhỏ bé nắm quyền liều mạng, đẩy lồng ngực to lớn của một tên con trai cứng rắn như sắt, ác mà khốn kiếp, miệng của người ta đều bị người mút dến rách rồi. Ngày mai thứ hai, cô làm sao đi đến trường gặp người đây? Còn khắp người bao phủ vết hôn màu tím, màu đỏ, đến lúc đó có thể biến mất được sao? Đằng cận từ thở hổn hển buông ra, cô gái nhỏ hai gò má ửng hồng trong ngực. Giữ chặt tay của cô, mạnh mẽ húc vào, âm thanh mị hoặc dụ dụ dỗ cô. Ngoan, sờ sờ nó. Không, không cần. Lương Chân Chân cự tuyệt không chút suy nghĩ, cô mới không cần sờ một cái rụt già heo đáng ghét đó. Phải sờ. Đằng cận từ nặng nề cắn một cái vào vành tai mượt mà xinh xắn của cô, bá đạo đem lấy tay nhỏ bé của cô đặt ở vị trí nóng rực của mình. Đầu lưỡi khe liếm bên tai nhạy cảm của cô, thở ra nói nhỏ. Sờ sờ. Không sờ, cũng không sờ. Lưng Chân Chân trong lòng rất có khí phách hử nói, nhưng cuối cùng tay bị một tên con trai khống chế được, vừa chạm vào đến chỗ kiên cố nóng rực kia. Rất nhanh, mặt của cô liền hồng đến thấm máu, so hoa hồng còn kiều diễm hơn. Đằng cận từ cổ họng di chuyển, thật nhanh kéo khóa quần ra, nâng mông của cô, muốn cho cô nuốt vào vật khổng lồ của mình. Kết quả, gặp phải cô mãnh liệt chống cự, uốn éo người không chịu phối hợp. Gấp đến độ trên trán anh đổ mồ hôi, cũng không đoái hoài tới thương tiếc hoa, tiếc ngọc, một tay đè cô xuống. Bởi vì mới vừa rồi ở toilet đã có hai lần, bây giờ bên người Lương Chân Chân rất là ướt át, cùng với nụ hôn ấm nóng, mật dịch đã sớm róc rách rồi. Hai người đồng thời phát hiện ra một tiếng kêu rền thoải mái, chỉ là một là cực kỳ thỏa mãn, một là xấu hổ chất thêm. Thành phố lớn chính là nhiều ngã tư đường cùng ngã ba đường, đèn xanh đèn đỏ có thể tùy ý thấy được. Mặc dù tài xế đã rất cẩn thận chú ý lái xe, nhưng khó tránh khỏi sẽ vạn bất đắc dĩ mà thắng xe. Thật ra thì, đối với Đăng Cận Từ mà nói, anh là rất ưa thích mấy lần thắng xe, quá kích thích.
Tối nay anh coi như là nếm đến ngon ngọt rồi. Thì ra là hương vị vụng chộp tuyệt vời như thế, tiêu hồn. Bởi vì không phải ở nhà, sở dĩ phải cố kỵ có người sẽ xông vào, có một chút tiếng vang cũng sẽ sợ. Ở ngoài trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, cảm giác hưng phấn chỉ càng tăng lên. Về sau, anh còn phải phát sinh nhiều một chút cái loại địa điểm kích thích đó, cùng con mèo hoàng giã này thể hiện các loại khác nhau. Lương Trần Trần cảm thấy tư thế này, cô thật là quá bị thua thiệt. Đi sâu vào đến như vậy, cô sắp không chịu nổi, mềm giống như một vũng nước tựa như chỉ có thể phụ thuộc Đăng Cận Tư. Chương 92. Cô ôm ác ma ngủ một đêm. Đăng Cận Tư cảm thấy từ bốn phương tám hướng đang đem lấy chính mình, đoàn đoàn bọc chặt lại. Dồn đến khiến anh sắp mất trí rồi, vịn hồng của cô nhanh chóng vận động. Bởi vì thân thể mềm mại bóng loáng đẫy đà của cô đung đưa mà dập dần lan ra các sóng sữa, hương thơm quyến rũ người đàn ông. Một tên con trai có chút không chịu nổi, há mồm ngậm vật tròn này, trắng như tuyết mềm mại, từng ngụm nuốt, hình như nó muốn ăn vào trong bụng mới cam tâm. Lương Trần Trần mắc cỡ nghe trong miệng anh phát dài một tiếng, mà trong cơ thể dâng lên từng đợt vui thích, càng làm cho cô cảm giác sâu sắc vô lực, chỉ có thể bị động thừa nhận, hưởng thụ, trong lòng cảm thán. Suy nghĩ vĩnh viễn đều là không khống chế được thân thể. Ngồi ở phía trước tài xế lái xe cũng cảm thấy rõ ràng xe đang chấn động, vẫn như trước bình tĩnh lái xe, trong lòng khảm khái. Đăng thiếu thật là lợi hại, hoặc là không dính đến phụ nữ, hoặc một khi dính vào liền mạnh mẽ hơn so với những người đàn ông khác. Trong buồng xe sau, trong mắt Đăng Cận Tư nhanh chóng hiện lên nửa u ám, sáng ngời làm cho người ta không dám nhìn thẳng, động tác cũng cuồng dã dọa người. Sức lực lớn như vậy khiến Lương Trần Trần có chút không chịu nổi, cơ hồ nức nở, nghẹn ngào ra tiếng xin anh. Nhưng người kia hoàn toàn là mắt đỏ lên, căn bản không để ý tới câu cầu khẩn của cô, chỉ là cường hãn xâm chiếm. Nếu như không phải cố kỵ bên trong xe không có thuận tiện, chỉ sợ là đánh bay Lương Trần Trần. Âm thanh trầm bổng từ trong miệng Lương Trần Trần từng tiếng gọi ra dịu dàng, cô hoàn toàn là không khống chế, ý thức đã sớm phiêu tán đi rồi, chỉ có sự cảm ứng nguyên thủy nhất của cơ thể. Rất nhanh, hơi sức của Lương Trần Trần cũng không còn, trên người không ngừng toát ra mồ hôi giống như là một cuộc chạy marathon. Tứ chi mềm yếu vô lực, nhất là bắp đùi, ê ẩm sừng gay gắt. Đầu mơ hồ tựa vào trên vai Đăng Cận Tư, cặp mắt mê hoặc nhìn bóng đêm mị hoặc ngoài cửa sổ của thành phố lớn. Đèn neon ngũ sắc bập bùng, so với sao trên trời còn lóa mắt, kích thích ánh mắt cô. Dần dần, mê hoặc lên một tầng ánh sáng rực rỡ, mê ly mà dĩ mi. Đầu của Đăng Cận Tư cũng đầy mồ hôi, nếu như bình thường, vận động cả đêm mạnh mẽ như vậy, anh cũng sẽ không biết mệt. Nhưng hôm nay không như vậy. Anh mới từ New York quay trở về, gần 26 canh giờ du lịch trên không trung, hơn nữa tham dự một cuộc dạ tiệc thương mại, ăn uống một chút. Suốt cả hai ngày đêm, anh đã không có một giấc ngủ tốt. Giờ này cũng đã mệt mỏi mắt cũng không mở ra được, bàn tay dịu dàng vỗ về sau lưng trơn mịn của Lương Trần Trần, đem lấy cô ôm thật chặt vào trong ngực, dựa vào chỗ ngồi mềm mại phía sau, cứ như vậy nghỉ ngơi một lúc. 10 phút sau, xe dừng lại ở biệt thự Lan Đình Uyển. 3 giờ sáng, đã không có một âm thanh, chỉ có tiếng thì thầm chít chít của côn trùng nhỏ, không biết nấp ở đâu đó giữa đám cỏ xanh kêu loạn. Lúc này, bầu trời giống như một bức màn sân khấu màu đen, phía trên kia đang xem từng viên bảo thạch thiên nhiên, sáng chói mắt, bập bùng phiến mề người, sáng bóng. Đăng Cận Tư mở mắt ra, mệt mỏi hiện lên đuôi lông mày, cầm lên một bên tay trang đem người phụ nữ đang ngủ say trong ngực, bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Tài xế cung kính đem cửa xe mở ra, im lặng đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng. Nhấc chân, xuống xe, bước nhanh vào bên trong nhà, đã có người làm nữ chờ tại ở trong cửa, ân cần hỏi anh có cần chuẩn bị ăn khuya cùng nước tắm rửa hay không? Không cần. Giọng anh lạnh nhạt từ chối, ở trên máy bay anh cũng đã dùng qua bữa ăn khuya thịnh soạn. Lúc này anh chỉ muốn tắm rửa đơn giản rồi đi ngủ. Người làm nữ rất biết điều lui ra, nếu Đăng Thiếu nói không cần cũng coi là tiết kiệm một chuyện à. Trong phòng tắm,
Tang Cận Từ đem chất lỏng nhấp nhúa trên người cả hai rửa sạch sẽ, tiện tay cầm lấy khăn tắm lau khô rồi ôm Lương Trần Trần ngã xuống giường đi ngủ. Khuôn mặt khả ái ngây thơ ngủ, khóe miệng anh chậm rãi cong lên một đường cong mê người, ánh mắt lưu luyến thầm tình chưa bao giờ có, đưa tay cô ôm vào trong ngực mình, vững vàng nhốt chặt hông của cô, cầm chống đỡ ở trên trán cô, thỏa mãn nhắm mắt lại. Không biết từ lúc nào, anh đối với con mèo nhỏ hoang dã này càng ngày càng mãnh liệt ham muốn, chiếm đoạt, hy vọng cô chỉ thuộc về bản thân mình. Từ trong tới ngoài, toàn bộ là vật sở hữu của mình anh, không thể bị bất kỳ người đàn ông nào mơ ước. Nếu không, anh sẽ phải phá hủy người đàn ông kia. Hơn nữa, ông cô ngủ cảm giác đó thật là tốt, hình như anh sắp tham luyến kinh nghiệm mới mẻ chưa từng có này rồi. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên thấu qua rèm cửa sổ thật dày, dí dỏm chui vào, trải qua chiếu vào trên sàn nhà, trên giường, lưu lại một vòng tròn ánh sáng lúng đúng và bóng tối, làm nổi bật bên trong phòng một mảnh yên tĩnh tốt lành. Lưng Chân Chân lầu bầu lật người, mệt mỏi quá rồi, toàn thân cũng không có một chút xíu hơi sức, giống như bị hút khổ tựa, như là mệt lả vô lực. Chân dài khoác lên trên người búp bê lớn trong ngực, cánh tay càng thêm ôm chặt, thật thoải mái. Nhưng dần dần cô cảm thấy có cái gì không đúng, cái búp bê lớn này thế nào nóng một chút, còn cứng rắn giống như khối sắt, cứng tay. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện trong ngực mình không phải là búp bê vải, mà là một người đàn ông. Cô bị hoảng sợ đến mức ngay lập tức tỉnh ngủ, chợt mở mắt. Trời ạ, tối qua cô điên rồi, còn ăn phải thuốc gì? Cứ nhiên ôm ác mà ngủ một đêm. Tối hôm qua, ồ không, phải là rạng sáng hôm nay, một màn phát sinh nhanh chóng tiến vào trong đầu của cô. Cô nhớ rõ ác ma ở trong toilet điên cuồng lấy đi của mình hai lần, sau đó lại nghiền ép nàng một lần khi trên xe, sau đó nữa. Liền không có ấn tượng gì, sơ sơ trên người, bóng loáng, thần kỳ nha, chẳng lẽ tối hôm qua ác ma lại tắm cho cô. Đã tỉnh. Đang cận từ nhỏ giọng, âm thanh ma mị, đột nhiên vang lên bên tai Lương Chân Chân. Cô cả kinh thiếu chút nữa bật dậy. Mặc dù cùng ác ma đã có nhiều thứ như vậy, nhưng buổi sáng tỉnh lại còn có thể nhìn thấy tình huống này của anh thật đúng là lần đầu tiên. Quá, quá làm cho cô không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ông chủ cao quý buổi sáng cũng có thể không cần đi làm sao, tự nhiên ở nhà ngủ nướng. Chương 93. Ngoan, có phải rất thoải mái hay không? Anh, sao anh lại ở đây? Lương Chân Chân kinh ngạc đến mức nói lắp. Sao anh lại không thể ở đây? Tăng Cận Từ hơi nhướng mày lên, đôi mắt đen, hẹp và hơi dài nhèo lại. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hết sức thoải mái và tùy ý. Có một vài sợi tóc rủ xuống trước trán, càng làm tăng thêm sự anh tuấn trên gương mặt anh, tạo lên một sự tà mị và hấp dẫn không nói lên lời. Cho dù thể lực của anh có tốt hơn nữa, nhưng mấy ngày đi đường liên tục cùng với tối qua vận động kịch liệt thì người sắt cũng phải mệt lử mà làm sấp xuống. Cho nên dù đang cận từ có cường tráng đến mấy cũng phá lệ phủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời nhô lên cao. Hơn nữa, cảm giác ngủ này thật sự thoải mái, khi giống như là lần đầu tiên anh ngủ mà chẳng phải lo sợ gì cả, tự làm theo ý mình. Lương Trần Trần nuốt một ngụm nước miếng. Đây là lần đầu tiên cô quan sát ác ma gần đến như vậy. Cô phát hiện ra dáng vẻ của anh ta thật sự là rất đẹp trai. Mà dùng hai chữ đẹp trai cũng chẳng thể hình dung được. Nói như thế nào đây, anh giống như một đứa con được ông trời thiên vị. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan vô cùng tinh xảo, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo, rung động lòng người, làm cho người ta không thể rời đi tầm mắt. Sao vậy, nhìn đến ngây ngốc. Đang cận từ nhếch môi đùa bỡn, khóe miệng khẽ nở một nụ cười quyến rũ, dáng điệu không giống với hình ảnh khát máu lạnh lùng thường ngày của anh. Không có, làm sao có thể? Vẻ mặt Lương Chân Chân hoảng hốt phản bác. Trong lòng cô nói thầm, ai biết anh đột nhiên thay đổi phong cách trở nên anh tuấn tà mị như vậy, khuôn mặt người chết xấu xa cũng thay đổi, ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo, khắc nghiệt đã biến mất không còn để lại dấu vết. Hơn nữa, sáng sớm còn phóng điện với cô, khiến tâm trí cô mê hoặc, làm hại cô sắp bị ảnh đầu độc rồi. Mèo hoang nhỏ, em đỏ mắt.
Đằng Cận Từ đột nhiên lại gần, ngón tay khẽ xoa gương mặt mềm mại dịu dàng của nàng, hơi thở ấm áp. Tôi không phải là con mèo hoang nhỏ. Lương Chân Chân chán ghét vừa ngón tay của anh, bĩu môi đỏ mọng, thở phì phì nói. Con mèo nhỏ là con mèo nhỏ, tại sao còn thêm một chữ hoang, làm cô giống như rất hoang. Rõ ràng cô cũng rất ngoan, có được không? Vậy, con nai con, chỉ có thể là một con nai con của riêng anh. Đằng Cận Từ nhìn cô đôi mắt to long lanh, phản ứng đầu tiên chính là cô như con nai con trong suốt đáng yêu. Tôi cũng không phải là động vật. Người nào đó tiếp tục phản đối ác ma đúng là có sở thích biến thái, rất thích tặng cho cô một ít biệt hiệu của động vật, sau đó giam cầm cô giống thú cưng. Sáng sớm là lúc người đàn ông không chịu được cám dỗ nhất. Hơn nữa, đối với một người đàn ông tối hôm qua không được thỏa mãn mà nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại, dịu dàng ở trước mắt, còn có đôi môi đỏ mọng hồng hào, vật phía dưới người nào đó bắt đầu tỉnh dậy. Động lòng không bằng hành động, lật người một cái, động tác anh lưu loát đè Lương Chân Chân ở phía dưới, ra vẻ muốn hôn cô. Lúc này, Lương Chân Chân mới ý thức được là hai người đều đang khỏa thân, sự ma sát của da thịt khiến cho gương mặt cô anh bốc cháy. Còn nữa, vật cứng đang chống đỡ trên người mình này. Anh không nên quá kích động như vậy chứ, giống như ăn mãi không no, đáng ghét hết sức. Mới vừa hôn đã bị người phụ nữ bụng miệng lại. Bỏ tay ra. Đằng Cận Từ lạnh giọng khó chịu nói, cô gái nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ là tại mình gần đây đối xử tốt với cô quá, cho nên đã dùng túng thành tật xấu của cô. Không, anh chưa đánh răng. Lương Chân Chân lên tiếng lầm bầm, tối hôm qua miệng của cô bị ác ma hôn đến rách nát rồi. Sáng sớm hôm nay lại còn không đánh răng mà muốn hôn cô nữa. Hừ, cô mới không cần. Không muốn tay đúng không? Hả? Trong lòng Đằng Cận Từ hừ hừ, dám ghét bỏ anh vì không lánh răng, trong mắt đen nguy hiểm nhèo lại, đột nhiên anh cắn một cái ở trên ngực mượt mà đẫy đà của cô, dùng hàm răng tinh tế cắn cô, mỗi một cái đều rất dùng sức. Đau! Lương Chân Chân đau đến thốt ra tiếng, mắt long lanh rất đáng thương, nhìn người đàn ông tà ác. Không chịu buông lỏng. Đằng Cận Từ ngậm viên anh đào dựng đứng kia trong miệng, ra sức giày xéo, tâm tình anh thật tốt, nhìn chân mày lại còn nhíu lại, bàn tay dần dần trượt xuống nách của cô, nhẹ nhàng trả sát. Thật là nhột! Từ nhỏ, Lương Chân Chân đã cực kỳ sợ nhột, nhất là lách. Vị trí ngang hông cùng bàn lòng bàn chân, vừa đụng liền không nhịn được buồn cười. Lúc này, bị ngón tay thô ráp của Đằng Cận Từ khẽ vuốt, hoàn toàn không khống chế được cười ha ha, thật là cực kỳ khó chịu. Ha ha, ngừng! Cô cười đến khổ sở, tựa như kêu rừng cầu xin tha thứ. Ngoan, có phải rất thoải mái hay không? Nụ cười của Đằng Cận Từ tà ác như Santa, mới vừa rồi nay còn cười đến run rẩy hết cả người, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, bộ ngực tròn rung động khiến cho anh miệng đắng lưỡi khô. Trong mắt, chỉ nhìn thấy hai quả anh đào tươi sáng, trái phải run rẩy, chỉ hận không thể một hớp nuốt chúng vào trong bụng. Thoải mái cái đầu anh, có chịu chết đi được, cô ghét nhất người khác trả sát mình đến ngứa ngáy, cái loại đó áp đặt ở trên người cười khổ sở nhất rồi. Mỗi lần bị ác ma xoa xoa nắn nắn, rõ ràng là cô không muốn, đáng ghét. Vậy mà trong cơ thể cô lại dâng từng trận vui thích và khoái cảm để cho cô không hận, không thể tự đâm chết bản thân mình. Khổ thật là một người không có ý kiến kiên định. Một viên đạn bọc đường liền có thể mua chuộc được cô, nếu còn tiếp tục như vậy thì cô sẽ hoài nghi mình. Cánh tay của Đằng Cận Từ chống lên trên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn biểu cảm phong phú của cô. Một lát tức giận, một lát rối rắm, một lát mê hoặc. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, tựa như chụp xuống một tầng nhàn nhạt sầu bi. Mà giờ phút này, anh lại không đoán ra ý nghĩ của cô. Ngọn lửa vô danh ẩn giấu ở trong lòng, vèo một cái vọt lên. Anh không thích loại cảm giác này, anh không thích lựa chọn của cô. Bị trêu chọc, còn có thể phân tâm suy nghĩ những chuyện khác. Càng không thích lại cảm giác thất bại khi không hiểu rõ được cảm xúc của cô. Nhìn anh. Anh bá đạo ra lệnh, trong nháy mắt Đằng Cận Từ lại khôi phục sự ngang ngược, càng rỡ lúc đầu, có một sự chiếm hữu mạnh mẽ và ích kỷ đối với người phụ nữ yêu thích của anh.
Anh không hiểu tình yêu, căn bản cũng không biết lúc này mình đã yêu Lương Chân Chân rồi. Chỉ là dùng phương thức truyền quyền bá đạo của mình đoạt lấy cô. Giam cầm cô, hận không thể nhốt cô tại đây dây lưng của mình. Lúc nào cũng mang theo, mở mắt có thể nhìn thấy, nhắm mắt cũng có thể cảm thấy hương vị ngọt ngào, hơi thở dịu dàng của cô. Chương 94. Đừng, tôi thật sự rất đói. Lương Chân Chân bị anh nhéo cằm mặt đối mặt với anh, cặp mắt tối tăm kia thâm trầm tựa như biển. Cô không nhìn rõ tâm tình phức tạp trong con người chớp động của anh, rừng rực như lửa, bao vây cô ở giữa. Cô né tránh ánh mắt của anh, thật là sợ ngọn lửa cháy hừng hực này, dường như cảm thấy chính mình sắp bị hòa tan, nhịp tim từ từ tăng nhanh. Một tiếng lại một tiếng, chấn động màng nhĩ của cô, suy nghĩ của cô hỗn loạn, có một loại tình cảm khác thường đang lặng lẽ nảy sinh. Tôi... Cô khó khăn há miệng thở dốc, phát hiện căn bản không biết mình phát ra cái âm tiết gì, đôi môi mấp máy, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Nhưng dáng vẻ ngây thơ dễ thương của cô khiến Đằng Cận Từ gợi lên cảm giác muốn ăn, rất muốn một hớp nuốt luôn cô vào bụng. Hương vị kia chắc hẳn rất mỹ diệu. Đừng, tôi thật sự rất đói. Lương Chân Chân thấy trong tròng mắt đen của anh bùng lên một ngọn lửa nhỏ, trong lòng hô to không được, trên người mệt mỏi, đau đớn, không cách nào nhúc nhích. Nếu như một lần nữa, cô chết mất. Anh cũng đang đói. Trong âm thanh của Đằng Cận Từ lộ ra nồng đậm dục vọng cùng uất đức, cơ thể của anh từ từ đi xuống, hơi thở nóng rực càng ngày càng gần, mùi vị đàn ông cường thế bao phủ dưới người Lương Chân Chân, để cho hô hấp của cô bỗng dừng gấp gáp. Cô lo lắng đưa tay nhỏ bé ra ngăn ở giữa hai người, dáng vẻ mảnh mai thẹn thùng e lẹ này khơi dậy hormone giống đực trên người Đằng Cận Từ, mãnh liệt bộc phát ra. Cúi đầu không chút do dự, khóa cánh môi ướt át của cô lại, chằn chọc mút, hút, hấp thụ ngọt ngào trong miệng cô. Ừng ực, âm thanh không thích hợp ở hoàn cảnh này vang lên từng trận, đúng là phá hư phong ác cảnh, ảnh hưởng không khí. Đáng chết! Đằng Cận Từ đấm một quyền ở trên giường mềm mại, giống như là trút hết bực tức vào bông vải, thực chất không có một chút tác dụng nào. Lương Chân Chân bị bộ dạng của anh dọa cho đến sợ đầu co rụt lại, ngập ngừng nói. Là chính nó tự kêu, cũng không phải là tôi không thể khống chế được, hơn nữa, người ta thật sự rất đói chứ sao. Đằng Cận Từ nhìn dáng vẻ người trong ngực mình đói đến khuôn mặt nhỏ nhắn vò thành một nắm mềm mại, không khỏi đau lòng, mới vừa rồi còn tràn đầy dục vọng, vào giờ khắc này liền dừng lại rồi. Anh quả quyết vén chăn lên, thân thể trần truồng đi vào phòng tắm. Nghe được bên trong truyền đến tiếng nước chảy rì rào, Lương Chân Chân mới xấu hổ kéo cái chăn ra đắp lên trên ót, cái đồ điên này cư nhiên đều không mặc quần áo đấy. Cô nhìn cơ thể mình lõa dưới thân chứa chăn, bất đắc dĩ liếc mắt, đói quá đi, nhưng làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ? Hơn nữa, cô thật là sợ ác ma đột nhiên đổi ý bỏ qua mình, đến lúc đó thật là có khổ mà nói không ra rồi, ai muốn mình ngoan ngoãn nằm ở trên giường đâu. Chợt cô dùng chăn đem bao bọc lấy chính mình chặt chẽ, rón rén đi tới phòng ngoài, mở ra một cái khe hở, vui vẻ vẫy vẫy tay một cô giúp việc. Mỹ nữ, có thể lấy giúp tôi một bộ quần áo tới đây hay không? Cảm ơn. Người giúp việc kia nhận ra cô, biết cô là người phụ nữ của Đằng Thiếu, liền mỉm cười nói. Lương tiểu thư, trong phòng giữ quần áo của Đằng Thiếu có một tủ treo quần áo đều là những quần áo của cô, rất đầy đủ. À, Lương Chân Chân há mồm kinh ngạc, một tủ treo quần áo đây là quần áo của cô, sao cô không biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Được rồi, vì chứng minh nghi vấn trong lòng, cô tự mình đi kiểm tra, thuận tiện tìm một bộ quần áo mặc. Wow, thật là người tốt, ngay cả phòng giữ quần áo cũng lớn hơn so với phòng khách nhà cô, quả thực là quá xa xỉ. Hơn nữa, quần áo bên trong, quần, giày cùng phụ kiện đều không kể xiết, treo rực rỡ đủ loại. Có điều, phần lớn toàn ba màu, trắng, đen, xám, thỉnh thoảng xen kẽ vài chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, trong đầu cô bắt đầu tự động y y. Ác ma mặc màu sắc này thì nhất định là vô cùng quyến rũ xinh đẹp. Nhất định khi anh nhếch môi cười yếu ớt. Nhìn cái gì đấy? Đột nhiên một giọng nói tà mị vang lên làm cô hoảng sợ, lao đảo một cái, gương mặt không tự chủ nóng rực.
hơi thở nóng rực kia phả lên bên tai cô, chậm rạp, chẳng chịt xâm nhập vào cô. Cô thấy hờ hướng, tê tê, thật là muốn tránh ra. Vội vàng tiến lên một bước, đi về phía hộc tủ treo đầy quần áo phái nữ. Chanel, Tayo, Valentino, tất cả đều là thương hiệu quốc tế, có một số nhãn hiệu cô chưa bao giờ nghe nói qua. Thật là quá xả xỉ lãng phí. Tôi chọn một bộ quần áo để mặc. Lương Chân Chân nhỏ giọng trả lời, ác mà mới vừa tắm rửa đi qua, mùi thơm nhẹ nhàng, khoan khoái, lẫn vào hương vị đàn ông tràn đầy nồng đậm của anh. Hơi thở tràn ngập ở chóp mũi cô, trong lòng mê mẩn. Cô căn bản cũng không dám quay đầu lại, cái đồ điên đó khẳng định không mặc gì. Đứng lâu như vậy, còn chưa lựa xong sao? Đằng Cận Từ cũng tiến lên một bước, cầm đặt lên vai của cô, cố ý mập mờ thở ra khí nóng ở trên gáy cô. Chọn được rồi, là cái này. Lương Chân Chân không chịu nổi, lại trêu chọc ảnh trắng trợn như vậy. Đặt sang một bên, chỉ sợ mình sơ ý một chút lại khơi dậy con thú đáng sợ kia. Mong muốn, cho nên cô vẫn cố gắng tránh xả nó. Cũng không kịp xem có thích hợp với cô hay không, cô tùy tiện lấy ra một cái váy màu đen gần mình nhất. Mới phát hiện là chiếc đầm cổ chữ V, bộ ngực trở xuống là mảng lớn, các hoa, trên căn bản là trong suốt. Có lầm hay không đây, cô chỉ là tùy tiện thử vận may một chút mà thôi, liền chọn đúng bộ đồ nóng bỏng này sao? Mặc vào thì hôm nay còn có thể xuống giường sao? Ồ, cái này là em cố ý sao? Ánh mắt Đằng Cận Từ phóng lửa nhìn chiếc váy màu đen khiêu gợi, anh dám chắc nếu như con nài mặc cái này vào, hai người bọn họ cũng không cần đi ra ngoài ăn cơm nữa. Cầm nhầm là cái khác, cái kế bên. Lương Chân Chân giống như một con nài tờ bị hoảng sợ, đưa củ khoai lang phòng tay ném ra ngoài, chọn một bộ quần áo dài, quần dài bảo thủ. Oh my god, ở trước mặt ác ma, cô vẫn nên ăn mặc kín đáo mới an toàn. Chương 95, đùng nhúc nhích, châm lửa em phải tự dập tắt. Cánh tay đang cận từ 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 phía sau nhấc chặt eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô, đôi môi ấm áp dán chặt trên vành tai mượt mà của cô, thỉnh thoảng đụng vào hai phía. Sao không mặc bộ vừa rồi? Khốn kiếp, biết rõ nguyên nhân còn tới hỏi cô, anh chính là tên sắc ma chuyển thế. Bộ này thích hợp với tôi hơn. Lương Chân Chân nghiêng đầu nói, lựa chọn quần áo xong phải tìm áo ngực và quần lót bên trong mặc. Ác mà đáng ghét, còn đứng ly tại chỗ này không chịu đi, để cho cô phóng khoáng như thế sao? Thật ra thì, anh cảm thấy em mặc bộ này sẽ đẹp hơn. Một cái tay có đằng cận từ vòng thật chặt quanh hông của cô, một cái tay lướt qua quần áo, cuối cùng chọn một chiếc đầm màu vàng nhạt, áo tay phồng. Đáng yêu lại không mất đi sự quyến rũ của người phụ nữ nhỏ bé. Mắt Lương Chân Chân trợn trắng, cô mới không cần, áo đầm quá nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ dài hơn đùi một chút, xíu, lộ ra nhiều lắm, không có cảm giác an toàn, còn không bằng cô mặc bộ đồ trên tay cô. Không cần, tôi thích mặc bộ này. Cô thừa dịp anh không để ý, dùng sức đẩy anh ra, thoát khỏi giam cầm chạy ra phòng thay quần áo nhạt nhanh. Bùm một tiếng khóa trái cửa phòng tắm lại, để phòng ngừa ác ma đột nhiên xông tới. Thật ra thì, nếu Đằng Cận Từ có ý không để cho cô đi ra ngoài thì sẽ ngăn được. Nhưng mà anh biết, tối hôm qua mình khiến nài con mệt muốn chết rồi, để cho cô chậm rãi cũng tốt. Hơn nữa, Nam Cung vừa mới gọi điện thoại cho anh, nói ông Âu Tấn Thành, tổng giám đốc tập đoàn Ni Lan Nhã, ngồi chuyến bay sắp tới thành phố C rồi. Cho nên anh phải mau chóng chạy tới bàn bạc công việc. Trong phòng ăn, quản gia Hạ Đồng đã sớm phân phó người giúp việc nữ chuẩn bị xong một bàn đồ ăn Trung Quốc phong phú, còn đích thân hầm một nồi cháo dinh dưỡng, dùng để ăn trước khi dùng cơm, bồi dưỡng dạ dày. Lúc Lương Chân Chân xuống lầu, nhìn thấy ác ma đã mặc âu phục cùng giày tây chỉnh tề rồi, tư thế ưu nhã ngồi ở đó húp cháo, dáng vẻ từ từ thổi, thật là đáng ăn đòn. Cô nghĩ là nên ngồi cách xa anh một chút, nhưng anh lại tựa như nhìn thấu ý của cô, trong mắt đen khóa lại cô thật chặt. Tới đây, ngồi ở bên cạnh anh. Đó, dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, cô chỉ có thể không tình nguyện đi tới khi ánh mắt anh chỉ định ngồi vị trí của cô. Lập tức liền có người giúp việc múc cháo dinh dưỡng xong cho cô. Lương tiểu thư, trước làm trơn dạ dày, sau đó sẽ ăn cơm.
Cảm ơn. Lương Chân Chân nở một nụ cười rất chân thành với cổ giúp việc, nhận lấy chén cháo, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, vị thuận trơn, vừa độ lửa vừa vặn, thật sự là rất ngon. Anh còn muốn nữa? Đang cận từ đặt chén lên trên bàn, nữ giúp việc vội đưa tay nhận lấy, thấy cậu chủ nhìn chằm chằm, sợ đến vội vàng cúi đầu né qua một bên đứng ngay ngắn. Lúc này, Lương Chân Chân mới phản ứng được là anh muốn cô giúp mình. Trong lòng không khỏi căm giận mắng. Muốn cái đầu quỷ nhà anh, đại ác mà khốn khiếp, còn nữ giúp việc ở đây còn không ảnh hưởng thụ. Ngược lại, muốn nổ dịch cô, thật quá xấu hổ. Nhưng động tác trong tay vẫn không có nhàn rỗi, múc một chén cháo đầy bưng đến trước mặt anh. Ăn, 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 nó chết anh đi. Này con, đã có người nào nói cho em biết rằng nét mặt của em rất phong phú, hơn nữa ý nghĩ trong lòng cũng lộ rõ trên mặt không bỏ sót gì không? Đang cận từ dừng mồi tà tứ, trong mắt đen lánh lấp lánh nhìn chăm chú vào người ngồi bên cạnh. Ồ, anh thật đói. Lương Chân Chân vội vàng vùi đầu hết sức chuyển chú giải quyết thức ăn trong chén. Ưu điểm này của cô vẫn luôn rất rõ ràng, vẫn còn nhớ Giải Nhì cũng đã nói cho cô như vậy, nhưng mỗi lần quyết định muốn đổi thì luôn là không tự chủ mà tái phạm. Tâm tình Đằng Cận Từ thật tốt nhìn dáng vẻ cô hồng hộc ăn cơm giống như một con heo nhỏ. Chỉ là cô quá gầy, mỗi lần ôm cô, anh đều cảm thấy trên người cô khô khăn, một chút thịt cũng không có, trừ hai khối trắng nõn mềm mại trước ngực này, những chỗ còn lại toàn là xương. Về sau, ăn nhiều một chút, em quá gầy. Anh muốn nuôi cô mập lên, cảm giác nhiều thịt ổn thật tốt. Lương Chân Chân ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh một cái, một mắt coi lại chính mình. Cô mà gầy, cô cao 1m65, nặng 50kg. Không mộc không ốm, rất đều đặn, mập nữa là sẽ không tốt. Còn gái nhà, tóm lại là yêu xinh đẹp, cũng thích vóc dáng người mình mảnh mai, mập một chút cũng muốn là hết giảm cân. Tôi gầy chỗ nào, đây là vóc người tiêu chuẩn đấy. Cô lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn phản bác. Vóc người tiêu chuẩn. Đang cận từ khinh bỉ quan sát cô một cái, tuy rằng anh đối với phụ nữ luôn không ưa, nhưng cũng không đại biểu anh không biết cái gì mới là vóc tiêu chuẩn, ít nhất cũng là hình chữ S đi. Nhưng cô... Lương Chân Chân bị ánh mắt của anh đả kích, giận dữ đẩy chén ra trước mặt. Tôi ăn no rồi. Dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng vừa đứng lên liền bị người đàn ông kéo cánh tay lại, thân thể mất đi thăng bằng ngã vào trong ngực anh, vừa vặn ngồi ở trong ngực anh. Buông ra, anh buông tôi ra. Lương Chân Chân dùng răng không tuân theo, bắp đùi cô cho đến bây giờ vẫn e ẩm sừng gai gắt, một ít cũng không muốn một lần nữa rồi. Đừng nhúc nhích, châm lửa em phải tự dập tắt. Đang Cận Từ lạnh lùng ý hiếp nói, tay trái chột thông của cô, tay phải cầm đũa liên tục ăn. Anh chỉ muốn ôm cô mà thôi, kết quả cô phản ứng lớn như vậy, thật là khiến anh khó chịu. Tôi... Lương Chân Chân cong môi, cuối cùng không nói gì, ở dưới tợ dâm ủy của ác ma, cô không thể không cúi đầu làm con cừu nhỏ thư nhu chuẩn. Ăn một miếng, từ hôm nay trở đi, sau này phải ăn nhiều hơn, cũng gầy đến sò không thấy thịt. Người đàn ông vừa nói vừa thong thả ông dùng vuốt một bên eo người phụ nữ trong ngực, vốn định đưa tay đi vào để tìm cảm xúc chân thật nhất, lại phát hiện quần áo này lối liền một chỗ, cư nhiên không thể tìm thấy lối vào. Anh có chút nổi giận. Về sau, không cho phép mặc loại quần áo này nữa. Lương Chân Chân trong miệng ngậm cơm thiếu chút nữa phun ra hết, trong lòng thầm mắng, chuyên quyền ương ngạnh khốn khiếp. Vốn là, ở thời điểm ác ma sờ cô, trong lòng cô vui mừng nở hoa, tất cả quyết đoán sáng suốt của mình thật may mắn, chọn ngày quần áo liền thân. Lúc này, thật đúng là có chút công dụng rồi. Năm nay, rất thịnh hành kiểu này. Cô nhỏ giọng lầu bầu một câu, nghĩ tới lần sau, lúc nào đi dạo phố phải mua vài bộ quần áo liền thân, và lại còn phải mặc cái loại quần kia. Thịnh hành cũng không mặc. Đang Cận Từ bá đạo phủ quyết, cũng không biết là người thiết kế ngu ngốc nào, không có chút nào hợp lý, cản trở. Đột nhiên anh nghĩ đến Tam Đệ, chính là nhân tài tinh anh trong giới thời trang.
Chờ khi hắn trở về chịu đòn nhận tội với mình, thì điều kiện thiết yếu vượt qua là dùng chuyên môn của hắn thiết kế mỹ bộ hợp lý cho nai con, nếu không phạm giả pháp phục vụ. Mà lúc này đang đứng trên chiếc cầu lớn ở hải cảng, Nam Hoa Cẩn tự dừng hắt hơi một cái, đưa tay sờ lỗ mũi. Gần đây liên tiếp bị đại ca nhớ nhung, xem ra ngày trở về sẽ rất khổ sở. No rồi, bụng của tôi no quá rồi. Lương Chân Chân bị anh mạnh mẽ múc vài muỗng cơm, vội bưng lên một cốc nước sôi để nguội, ừng ực uống cạn sạch. Đặng Cẩn Từ vừa định nói chuyện, điện thoại di động trong túi vang lên, vừa lấy ra nhìn, Nam Cung Thần ấn nút tiếp nghe. Đã đến. Dạ đúng, cậu chủ, ngài Âu Tấn Hành đã nghỉ tại khách sạn sang trọng Đế Hào Tư, nói rằng hy vọng có thể mau sớm được gặp ngài, cùng nhau thương lượng những bước làm việc cụ thể về dự án hợp tác kế tiếp. Mặc dù trong lòng Nam Cung Thần rất vội, nhưng âm thanh lại bình tĩnh hòa hoãn, làm cho người ta cảm thấy không kiêu ngạo, không nóng nảy. Trong vòng nửa giờ, tôi sẽ tới đó. Nói xong, Đặng Cận Từ liền cúp điện thoại. Từ thời ông của anh, tập đoàn Ni Lan Nhã cùng tập đoàn Đế Hào Từ có quan hệ hợp tác rất mật thiết. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn hợp tác tốt trên thương trường, tương giao nhiều năm. Mà lần này ông Âu Tấn Hành tới thành phố C chính là vì đàm phán kế hoạch tiến quân thành phố kế tiếp với anh. Cho nên anh phải đi. Lương Chân Chân nghe được rất rõ ràng cuộc đối thoại của hai người, biết được ác mà sẽ phải lập tức rời đi, trong lòng tràn đầy vui mừng, vui vẻ. Nhưng cô nhớ rằng mình mới vừa được dạy dỗ, vui buồn không thể hiện ra mặt. Trước khi ác ma còn chưa rời đi, cô vẫn nên kìm nén thỏa đáng, để trách anh đột nhiên nổi điên thay chủ ý. Như vậy là hại nhiều hơn lợi. Anh có chút việc phải đi, em ở nhà ngoan ngoãn. Đặng Cận Từ nâng cằm của cô lên, dịu dàng ấn xuống môi cô một cái hôn, chợt đứng dậy rời đi. Cái đó, Đặng thiếu, buổi chiều tôi muốn về nhà. Lương Chân Chân xoắn hai ngón tay ai oán nhìn anh. Tối hôm nay anh trai cô lên máy bay, cô muốn đi tiễn anh ấy. Hơn nữa mẹ Diệp đã nói rồi, buổi tối một người một nhà cùng ăn bữa cơm. Đặng Cận Từ lạnh lùng liếc nàng một cái, không vui cau mày. Anh không thích em kêu anh là Đặng thiếu. Sừng ngồi thế này sẽ luôn khiến cho anh cảm thấy con này đang sợ anh, cái cảm giác này thật tệ. Anh gọi cô là nai con, như vậy cô cũng phải gọi anh thân mật một chút, ví dụ như A Tư. Không được, đây là cách bà nội cùng Lê Tử thường gọi anh, nai con không giống như bọn họ, vẫn là một kèo một chữ là được rồi. Mắt Lương Chân Chân lần nữa trợn trắng, trong lòng tồi tệ thầm nói. Vậy anh thích em gọi anh là ác ma sao? Chương 96, về sau gọi tôi là Tư. Hoặc là mình phải như tên trai bào Nam Cung Thần, gọi là ông chủ. Nếu anh ta là hoàng đế thời cổ đại, chắc cổ sẽ làm thế. Nhưng đối với luật pháp của xã hội ngày nay, có vẻ hơi khác thường quá đấy. Về sau, gọi tôi là Tư. Ngón tay thô ráp của Đặng Cận Từ tà mị lướt qua cánh môi mềm mại của Lương Chân Chân, mang theo chút bá đạo không cho phép từ chối. Thật buồn nôn. Tư, giống như ẩm tử, cái tên ác mà khốn kiếp này. Cứ nhiên lại bảo người ta gọi anh bằng cái tên buồn nôn như vậy, thật là độc ác. Trong lòng Lương Chân Chân tức giận, nhưng vẫn dùng giọng điệu thương lượng để hỏi. Có thể đổi cái khác không? Không thể. Đặng Cận Từ lạnh giọng từ chối, cô gái đáng chết này lại dám cò kè mặc cả với anh. Lương Chân Chân bĩu môi, không được thì thôi, làm gì dữ như vậy. Làm như tôi thiếu anh 500 vạn vậy. Gọi cho dễ nghe, em có thể về nhà. Nếu không, ở lại đây không cho đi đâu hết. Vì có thể trở về, cô liều mạng, hít thở sâu một hơi, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười nhạt, âm thanh cố gắng ngọt ngào mềm mại. Tư. Sau khi nói xong, cả người cô đều nổi da gà. Thật buồn nôn mà, cách gọi thân mật như vậy, chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới gọi vậy. Cô và ác ma chỉ là quan hệ ép buộc và bị ép buộc, hoàn toàn làm người khác khó chịu mà. Một tiếng từ mềm mại này đã thấm vào đáy lòng của Đặng Cận Từ. Tâm tình của anh rất tốt, anh sờ gương mặt mềm mại của Lương Chân Chân. Ngoan, cơm nước xong tôi sẽ phái người đi đón em.
Anh đương nhiên biết tối nay là ngày Diệp Thành Huân rời đi, nay còn cầu xin mình như vậy, nhất định là trở về tiễn anh trai của cô. Vốn là anh không muốn đồng ý, nhưng dưới ánh mắt long lanh tràn ngập nước tội nghiệp của cô, cuối cùng mình cũng mềm lòng. Xem như anh hôm nay nổi lòng tốt, cho nay còn gặp người đàn ông kia một lần cuối cùng. Dù sao, chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Được. Lương Chân Chân nhỏ giọng lên tiếng, mặc dù trong lòng rất muốn nói không, nhưng cô cũng hiểu rằng đây là đà mức độ khoan dung lớn nhất của anh. Nếu có kè mặc cả nữa, chỉ sợ sẽ khiến anh không vui. Đến lúc đó, chịu thiệt vẫn là mình. Đối với việc cô muốn nghe lời như thế, trong lòng Đằng Cận Từ rất là vui vẻ, nhéo gương mặt mềm mại của cô. Về sau, cũng phải nghe lời anh như vậy, biết không? Có thể nói không biết sao. Trong lòng Lương Chân Chân ầm thầm mắng, anh xem cô là thú cưng rồi sao, hạn chế tự do của cô. Yêu cầu cô, bất cứ lúc nào cũng muốn cô nghe lời, như vậy thì có khác gì con rối. Cô vẫn cho rằng ác ma có chút tình cảm với cô, bằng không thái độ của anh cũng sẽ không đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy được. Từ ác độc thô bạo, bây giờ lại thỉnh thoảng bộc ra chút dịu dàng, luôn khiến cô có loại ảo giác. Nhưng hôm nay xem ra, tất cả đều do mình tự đa tình, suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ có chủ nghĩa đàn ông chuyên quyền và bá đạo. Anh thích mình tựa như cậu chủ thích thú cưng của mình, căn bản không liên quan tới tình yêu nam nữ. Ngu quá, cô đúng là ngu quá mà. Sao có thể nghĩ là ác bà có tình cảm đây? Biết rõ là không thể nào, nhưng cô vẫn không tự chủ được suy nghĩ đến phiền diện kia. Dù sao trong khoảng thời gian này, anh ta đối với mình cũng khá tốt. Xem như mình chưa từng thích anh, nhưng cũng có suy nghĩ của một cô gái, luôn mong đợi được người khác thích, được người khác nuông chiều, ham mê cái cảm giác ấm áp khó có được này. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn hai tròng mắt đen sâu như biển. Trong giọng nói không khống chế được có chút run rẩy và hoảng hốt. Tôi, rốt cuộc là cái gì trong mắt anh? Đằng Cận Từ bị cô hỏi đến cả người sững sờ, rất buồn bực tại sao tâm trạng của cô lại thay đổi rồi, không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao? Hơn nữa, lại hỏi cái vấn đề kỳ quái này, rốt cuộc trong mắt cô anh là cái gì? Này còn đáng yêu chứ sao? Tôi đi đây. Lạnh lùng bỏ xuống một câu nói, anh rời đi không thèm quay đầu lại. Thì ra anh cũng không khinh thường trả lời mình. Sau khi nghe thấy tiếng khởi động xe ở bên ngoài, Lương Chân Chân sa sút tinh thần ngã trên ghế salon. Trong lòng một mảnh thê lương, đầu ngón tay cắm thật sâu vào trong ghế sofa, nhếch miệng lên thành một nụ cười khổ. Đây chính là vận mệnh của cô sao, chỉ có thể là một tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng. Cả người cô không còn sức tựa lực vào ghế salon, đột nhiên cô nhớ tới mình mất mẹ ruột từ sớm, mẹ còn chưa từng nói với mình bà là ai, cô cũng không dám hỏi, bởi vì cô đã từng nhìn thấy mẹ cầm tấm hình của một người đàn ông âm thầm rơi nước mắt. Cô chưa từng thấy qua mẹ đau lòng như vậy, sau này cô muốn tìm lại tấm hình kia, nhưng tìm mãi cũng không tìm được. Cô nghĩ, có thể là mẹ đã giấu đi, cũng có thể đã ném hoặc đốt rồi. Đoạn tình cảm khổ sở kia không đáng giá để mẹ tiếc thương. Tình, nhân, chẳng lẽ lúc đó ở trong lòng mẹ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ? Nếu không phải như vậy, có mấy người chấp nhận là một ả tình nhân mãi mãi không được ra ánh sáng, bị người khác chỉ vào mặt mắng không biết thẹn. Mặc dù cô còn chưa biết gặp phải chuyện như vậy, nhưng tương lai một ngày nào đó, nói không chừng sẽ gặp được. Chẳng lẽ nói tất cả đều có nhân quả tuần hoàn sao? Nhưng nếu ban đầu người đàn ông kia chưa từng vứt bỏ cô và mẹ, thì ở đây cô sẽ ra sao đây? Cứ mải mê suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, cô mới giật mình nhớ là mình nên đi về. Ở trên đường, thuận tiện một chút trái cây mà mẹ Diệp thích ăn. Trên chiếc xe xa hoa, Đằng Cận Từ lười biếng tựa vào ghế ngồi mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, lành lạnh một câu hỏi. Chuyện tra được như thế nào rồi? Trong lòng Nam Cung Thần rét lạnh, anh hiểu là cậu chủ đang nói tới tin tức không có thật trên cuốn tạp chí kia. Tôi đã mua đứt tòa soạn theo như ý của cậu, về phần người chụp hình đó vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Tôi đã sử dụng hết các loại ý hiếp dụ dỗ với tổng biên tập tòa soạn, nhưng ông ta nói người cung cấp ảnh chụp là một người lạ. Người đó gửi ảnh qua email và lại không phải báo thù, điều kiện duy nhất là đăng tấm ảnh này lên báo. Sau này, người đó sẽ cung cấp nhiều chuyện bí mật của doanh nhân hơn.
Tôi đã điều tra email đó rồi, ID cùng với tên một người đều là giả, căn bản không biết nên xuống tay từ đâu. Tiếp tục điều tra, dù đào sâu 3 thước cũng phải moi được người đó cho tôi, dám dùng loại chuyện không có thật để chửi bới tôi, đúng là chán sống. Trong mắt Đằng Cận Tư bắn ra các tia hung dữ, mặc dù chuyện này không dẫn tới hậu quả nghiêm trọng gì, nhưng mà anh cũng phải giết gà dọa khỉ, cảnh báo những đám người không an phận kia. Anh Đằng Cận Tư không phải là dạng hiền lành gì. Muốn đâm một nhát dao sau lưng anh, vậy còn phải xem người đó có can đảm hay không. Vâng, tôi đã hiểu. Nam Khung Thần gật đầu, người đắc tội với cậu chủ, tất cả đều không có kết quả tốt. Đừng nói tới hành vi tiểu nhân đâm lén ở sau lưng người khác như vậy. Không thể nghi ngờ là càng làm cho người khác căm tức. Sau một hồi yên lặng, Nam Khung Thần đột nhiên nghĩ đến sáng nay, Thẩm Bác Sinh gọi điện thoại tới, nói là buổi tối ngày mốt tại câu lạc bộ Tình Xuyên sẽ mở một bữa tiệc chính trị. Đến lúc đó, thị trưởng mới nhậm chức cũng sẽ tới, rất hân hạnh mời Đằng thiếu gia tới. Cậu chủ, sáng nay Thẩm Bác Sinh gọi điện thoại tới đây, muốn mời cậu tham gia một bữa tiệc chính trị tại câu lạc bộ Tình Xuyên vào ngày mốt. Anh ta nói, thị trưởng mới nhậm chức Quý Phạm Tây cũng sẽ tới. Đằng Cận Tư đang chuẩn bị nói, không đi, nhưng vừa nghe đến thị trưởng mới nhậm chức, anh lập tức nhíu mày. Thẩm Bác Sinh cũng đã rất đúng là cố rất cố gắng, nhanh như vậy đã kèm bét với thị trưởng rồi. Quý Phạm Tây này có lai lịch như thế nào? Giọng điệu của anh hờ hững. Nghe nói anh ta xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, vài năm trước đây vẫn luôn ở trong quân đội, sau này không biết vì sao mà rời khỏi đại đội phi ưng, chuyển sang làm quan, dựa vào khả năng và năng lực của mình leo lên đến vị trí ngày hôm nay. Nam Cung Thần trả lời. Ngay từ lúc nhân vật như Phạm Quý Tây xuất hiện ở thành phố C thì anh đã nhanh chóng điều tra, anh ta rõ ràng tùy thời đều có thể trả lời câu hỏi của cậu chủ. Hừ, mồm ép lừa người mà thôi, đồng ý, ngày mai sẽ đến gặp anh ta. Đằng Cận Tư hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc trong lòng vẫn không để ý Quý Phạm Tây ở trong mắt. Anh ta cảm giác anh ta cũng chỉ là ỷ vào trong nhà có quyền thế, có thể bò lên đến vị trí ngày hôm nay. Cho tới càng về sau, anh mới phát hiện thị trưởng Quý Phạm Tây này rất có năng lực, khiến cho anh không cách nào khinh thường. Trong lòng Nam Cung Thần rõ ràng, lý do duy nhất mà cậu chủ đồng ý tới đó, đó là vị thị trưởng mới nhậm chức. Chắc hẳn sau này hai người sẽ gặp mặt nhiều hơn, một bên là thương nhân, một bên là chính trị, ít nhiều cũng sẽ gặp mặt nhau. Dù sao đều cùng tồn tại trên một địa bàn, giúp đỡ nhẫn nhau để hai bên cùng có lợi, phải tạo dựng mối quan hệ tốt mới được. Cậu chủ, vậy buổi tối hôm đó, bạn gái của cậu thì sao? Trước kia tôi từng mang theo bạn gái qua sao? Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn người nào đó ngồi phía trước một cái. Mồ hôi như đổ thác, trước kia cậu không có, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Không có, có điều cậu chủ có thể thử mang Lương Tiểu Thư thể hiện trong bữa tiệc, đồng thời tuyên bố thân phận của cô trước mặt mọi người. Đến lúc đó tin đồn không cần tốn công cũng bị dẹp yên, tất cả mọi người sẽ hiểu người phụ nữ cậu sủng ái nhất là Lương Tiểu Thư. Nam Cung Thần trả lời một cách bình tĩnh tự nhiên. Đằng Cận Tư hơi trầm ngâm, cảm thấy lời nói của Nam Cung Thần cũng không phải không có lý. Anh cũng không thích tham gia những buổi tiệc này. Mỗi lần có thể miễn thì miễn, nếu thật sự từ chối không được thì dẫn theo Nam Cung cùng đi, để cho anh ta giúp mình xử lý những thứ oanh oanh yên yến kia nhào tới, miễn cho bản thân bị dìm chết trong mùi nước hoa nồng nặc nhức mũi. Chỉ tưởng tượng thôi, anh đã cảm thấy buồn nôn, từ trong lòng liền bài xích những loại đàn bà này, nhưng mang theo con nai con đi, có thích hợp không? Chương 97. Phụ nữ của anh, chỉ có anh mới có quyền phê bình kín đáo. Trong đầu Đằng Cận Tư chợt hiện ra một màn trong phòng ăn vừa rồi, ánh mắt chua xót buồn bã của nai con tựa như một cây kim đâm vào trong lòng của anh, nhức nhối đến nỗi trong lòng anh rối một nùi. Nhất là lúc cô nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đỏ ngập nước, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà thương yêu. Bỗng dưng nhớ tới câu hỏi của cô, tôi trong mắt anh rốt cuộc là cái gì? Nhất thời trong lòng đã đưa ra quyết định, buổi tối hôm đó anh sẽ chính thức mang cô dự tiệc, đến lúc đó sẽ công bố mọi người.
từ đầu đến cuối anh chỉ có một người phụ nữ, đó là Lương Chân Chân. Hơn nữa, không cho phép bất luận kẻ nào dám làm phiền cô, nói xấu cô. Một khi bị anh phát hiện, có ai dám ở sau lưng nói bừa hoặc gây bất lợi cho cô, anh sẽ khiến những người đó hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết. Phụ nữ của anh, chỉ có anh có quyền phê bình kín đáo, những người khác không có cái quyền đó cũng không được cho phép sử dụng cái quyền đó. Xe dừng lại ở trước khách sạn Đế Hào Tư, Đăng Cận Từ lạnh lùng xuống xe, một loại khí chất tôn quý như thần hấp dẫn biết bao ánh mắt của nam nữ qua lại. Không hổ là tổng giám đốc, khí thế hào hùng, không gì sánh kịp. Hai bên công ty tiến hành bàn bạc vấn đề hợp tác vô cùng thuận lợi. Hai bên cơ hồ nhất trí, rất coi trọng mục tiêu và sự phát triển về việc xâm nhập thị trường ở thành phố kế tiếp. Hai công ty lớn mạnh cùng hợp tác sẽ đạt được kết quả rất khả quan, chưa nói chi là hai tập đoàn xuyên quốc gia cùng hợp tác. Một buổi chiều cứ trôi qua nhanh như vậy, hai bên tán gẫu rất vui, rất sảng khoái ký kết hợp đồng. Sau đó, chuyện chính cần làm là thảo luận cụ thể về hạng mục công việc, kế hoạch công tác và triển khai kế hoạch. Đăng Cận Từ bảo Nam Cung Thần gửi tin thông báo mở cuộc họp vào ngày mai cho toàn thể nhân viên cao cấp, nòng cốt của công ty. Đồng thời còn mời Âu Tấn Thành tiên sinh cùng dự họp và bàn bạc kế hoạch. Trên xe buýt, Lương Chân Chân chống cằm đầu nghiêng về ngoài cửa sổ, trong lỗ tai đeo tai nghe, một lần lại mang lên một bài hát cô thích nghe nhất. Lolita của Trác Á Quân. Một ca khúc trong trẻo, nhàn nhạt đau thương, nhàn nhạt phiền muộn, đơn giản bình dị, làm cho cô lần đầu tiên nghe được bài hát này đã rất thích rồi. Cùng tôi khiêu vũ đi, Lolita. Bờ biển màu cát trắng, tình yêu nếu lên tiếp tục kéo dài. Vào mùa hè 17 tuổi năm ấy, Lolita thích một người, chỉ thích một ngày được không? Có lẽ chưa bao giờ yêu anh, chỉ là yêu đồng thoại. Như những đóa hoa khúc dại nở bên cửa sổ, rèm cửa sổ cuốn lấy tóc tôi khẽ mang giày đỏ khiêu vũ. Không cần thiết Lolita, ruộng hoàng vàng óng ánh Lolita, sân khấu đã chuẩn bị rất tốt, chúng ta giống nhau sao, Lolita. Đối với cô đơn đã thành thói quen, nếu như mà tôi không làm khán giả của chính mình, tôi còn nghĩ rằng mình yêu anh. Tôi ngồi máy bay đến bờ biển tìm anh, có bao nhiêu điên cuồng, Lolita. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đi theo tiết tấu âm nhạc, tưởng tượng thấy mình đang nhảy múa trong điệu nhạc. Cô vẫn nhớ khi còn bé, cô từng mơ ước qua sẽ trở thành một vũ công, đứng trên sân khấu thuộc về mình. Một người lặng lặng xoay tròn, lên xuống, nhảy múa. Vậy mà, cuối cùng mơ ước cũng không cách nào chiếu vào thực tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến cô chỉ có thể chôn nguyện vọng của mình vào sâu trong đáy lòng. Mỗi khi nửa đêm nằm mộng, cô mới cho phép bản thân mơ ước. Đã từng, một số lần ở trong suy nghĩ, cô muốn cùng bạn trai của mình đến bên bờ cát trắng ngoài biển khơi. Ở đó, nở đầy hoa cúc dại rực rỡ tươi đẹp, ở trên một sân khấu hình tròn được thiết kế độc đáo bị anh ấy kéo cùng nhau khiêu vũ. Người kia từng một lần bị cô tưởng tượng thành Diệp Thành Huân, nhưng trải qua khoảng thời gian này, cô kinh ngạc phát hiện tình cảm của mình dành cho anh cũng chưa phải là yêu, chỉ dừng lại ở mức một thiếu nữ say mê một vị vương tử. Đúng như lời bài hát vậy, cho tới bây giờ mình cũng không có yêu anh, chỉ như yêu đồng thoại. Cô đã không còn là cô gái ngu ngốc mười mấy tuổi năm ấy. Nếu như đổi thành bản thân lúc đó, nói không chừng cô sẽ điên cuồng một lần nữa, ở phi trường tỏ tình với anh trai, cam kết sẽ luôn chờ đợi anh trở lại. Nghĩ như vậy, khóe miệng không khỏi nâng lên thành một nụ cười giễu. Đúng là tới mình lần nữa, bị ác ma ra tay ngoan độc. Cũng được, từ nay về sau, những kỷ niệm trước đây đều tan thành mây khói đi. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!